Xin chào các em học sinh. Thầy tên là Trần Thanh Lâm, là giáo viên dạy môn sinh học trường Trung học cơ sở Chuyên Nhâm Mô, thành phố Châu Đốc. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại nội dung kiến thức sinh học chính học kỳ 1. Nội dung ôn tập là phần di truyền và biến dị. Trong cái phần này thầy sẽ ôn tập lại 6 nội dung. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại phần chương 1, các thí nghiệm của Mendel. Về đối tượng nghiên cứu của Mendel là cây đậu Hà Lan. Trong sinh học lớp 9, các em học hai thí nghiệm của Mendel là thí nghiệm lai một cặp tính trạng và thí nghiệm lai hai cặp tính trạng. Về thí nghiệm lai một cặp tính trạng thì Mendel lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản. Ở đây là lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng. F1 thu được 100% hoa đỏ. F2 thu được tỷ lệ 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Vì F1 thu được 100% hoa đỏ, cho nên tính trạng xuất hiện ở đời F1 là tính trạng trội. Suy ra cây hoa đỏ là tính trạng trội. Vậy chúng ta quy ước gen A lớn là gen quy định tính trạng hoa đỏ, A nhỏ là gen quy định tính trạng hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen là A lớn, A lớn. Cây hoa trắng có kiểu gen là A nhỏ, A nhỏ. Trong quá trình phát sinh giao tử thì kiểu gen đồng hợp A lớn cho một loại giao tử A lớn, kiểu gen A nhỏ cho một loại giao tử là A nhỏ. Trong quá trình thụ tinh, giao tử A lớn thụ tinh với giao tử A nhỏ tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen A lớn A nhỏ, 100% hoa đỏ. Tiếp tục cho các cây hoa đỏ thụ phấn với nhau. Cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp A lớn A nhỏ cho hai loại giao tử, một giao tử A lớn và một giao tử A nhỏ. Như vậy mẹ cho hai loại giao tử, bố cho hai loại giao tử thì đời F2 thu được là 4 kiểu tổ hợp. Trong đó có 3 kiểu gen. Kiểu gen A lớn chiếm tỷ lệ 1/4, kiểu gen A lớn A nhỏ chiếm tỷ lệ 2/4 và 1/4 A nhỏ A nhỏ. Tỷ lệ kiểu hình là 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Từ kết quả thí nghiệm này thì rút ra được cái quy luật phân ly là trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và vẫn giữ nguyên bản chất như ở thế hệ của B. Và cũng từ cái kết quả thí nghiệm ở đời F2, chúng ta thấy cây hoa đỏ chiếm tỷ lệ 3/4 thì dựa vào kiểu hình hoa đỏ ở đời F2, ta không thể biết chính xác được kiểu gen của cây hoa đỏ, bởi vì cây hoa đỏ có hai kiểu gen là A lớn và A nhỏ. Vậy, để xác định chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ đời F2, thì ta phải tiến hành lai phân tích. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần kiểm tra kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặng. Nếu kết quả phép lai là đồng tính, thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. Nếu kết quả phép lai phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp. Sau đây là sơ đồ lai minh họa cho phép lai phân tích. Ở đây lai giữa cây hoa đỏ cần kiểm tra kiểu gen với cây hoa trắng có kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Nếu đời FA thu được 100% hoa đỏ thì chúng ta xem cây hoa trắng có kiểu gen A nhỏ cho một giao tử A nhỏ. Vậy để thu được 100% hoa đỏ đời FA thì cây hoa đỏ phải cho một loại giao tử là A lớn. Như vậy thì FA sẽ có kiểu gen A lớn A nhỏ. Qua cái kết quả này thì chúng ta rút ra được cái kết luận cây hoa đỏ chúng ta cần kiểm tra kiểu gen có kiểu gen là A lớn. Tương tự lai giữa cây hoa đỏ với hoa trắng, nếu đời FA xuất hiện tỷ lệ 1 hoa đỏ, 1 hoa trắng thì cây hoa trắng cũng cho một loại giao tử A nhỏ. Cây hoa trắng ở đời FA sẽ có kiểu gen là A nhỏ, nhận một giao tử A nhỏ từ cây bố hoa trắng và nhận một giao tử A nhỏ từ cây mẹ hoa đỏ. Cây hoa đỏ sẽ có kiểu gen là A lớn A nhỏ, bởi vì nhận một giao tử A nhỏ từ cây bố hoa trắng và nhận một giao tử A lớn từ cây mẹ hoa đỏ. Như vậy,
Qua cái kết quả này chúng ta rút ra được kết luận cây hoa đỏ ở thế hệ B có kiểu gen dị hợp A lớn A nhỏ. Vừa rồi thầy đã ôm lại cái thí nghiệm lai một cặp tính trạng và phép lai phân tích. Tiếp theo thầy sẽ ôm lại cho các em thí nghiệm lai hai cặp tính trạng. Trong thí nghiệm này, Mendel lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản là tính trạng màu sắc và hình dạng hạt, lai giữa hạt vàng trơn với hạt xanh nhăn. Đời F1 thu được 100% hạt vàng trơn, F2 thu được tỷ lệ kiểu hình là 9 hạt vàng trơn, 3 hạt vàng nhăn, 3 hạt xanh trơn và 1 hạt xanh nhăn. Vì F1 thu được 100% hạt vàng trơn, do đó rút ra được kết luận hạt vàng trơn là tính trạng trội, hạt xanh nhăn là tính trạng lặng. Như vậy chúng ta quy ước gen hạt vàng là gen A lớn quy định, hạt trơn là do gen B lớn quy định, hạt xanh là do gen A nhỏ quy định và hạt nhăn là do gen B nhỏ quy định. Vậy hạt vàng trơn thuần chủng sẽ có kiểu gen A lớn, B lớn, B lớn. Hạt xanh nhăn sẽ có kiểu gen A nhỏ nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Trong quá trình tạo giao tử, kiểu gen thuần chủng A lớn, lớn, B lớn, B lớn chỉ cho một loại giao tử là A lớn, B lớn. Kiểu gen A nhỏ nhỏ, B nhỏ, B nhỏ chỉ cho một loại giao tử là A nhỏ, B nhỏ. Trong quá trình thụ tinh, sự kết hợp giữa giao tử A lớn, B lớn và giao tử A nhỏ, B nhỏ tạo ra cá thể lai F1 có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Kiểu hình là 100% hạt vàng trơn. Tiếp tục cho các cây ở đời F1 thụ phấn với nhau, tức nghĩa là kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, hạt vàng trơn lai với A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, hạt vàng trơn. Thì kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ sẽ cho 4 loại giao tử. Vậy tại sao cho 4 loại giao tử? Nếu chúng ta phân tích ra từng cặp, thì cái kiểu gen A lớn, A nhỏ cho 2 loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Kiểu gen B lớn, B nhỏ cho 2 loại giao tử là B lớn và B nhỏ. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử này tạo ra 4 loại giao tử là A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Như vậy mẹ cho 4 loại giao tử, bố cho 4 loại giao tử, thì chúng ta sẽ có 4 x 4 tạo ra 16 tổ hợp ở đời F2. Về kiểu gen thì chúng ta thấy ở đây có công thức là 3 x 3 bằng 9. Thì nếu chúng ta tách ra từng cặp tính trạng A lớn, A nhỏ, hạt vàng lai với A lớn, A nhỏ, hạt vàng, thì chúng ta sẽ thu được 3 kiểu gen là 1 A lớn, A lớn, 2 A lớn, A nhỏ và 1 A nhỏ, A nhỏ. Tương tự, cặp B lớn, B nhỏ lai với cặp B lớn, B nhỏ, chúng ta cũng sẽ thu được 3 kiểu gen là 1 phần 4 B lớn, B lớn, 2 phần 4 B lớn, B nhỏ và 1 phần 4 B nhỏ, B nhỏ. Vậy tổng hợp lại thì chúng ta có được 9 kiểu gen. Hoặc là chúng ta có thể nhìn vào cái sơ đồ, chúng ta thấy chiều ngang có 4 tổ hợp gen, chiều dọc có 4 tổ hợp gen, thì 4 x 4 là 16 tổ hợp và có 9 kiểu gen. Chúng ta thấy một kiểu gen A lớn, A lớn, B lớn, B lớn, kiểu gen A lớn, A lớn, B lớn, B nhỏ, kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn, kiểu gen A lớn, A lớn, B nhỏ, B nhỏ, kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, kiểu gen A nhỏ, nhỏ, B lớn, B lớn và kiểu gen A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, kiểu gen A nhỏ, nhỏ, B lớn, B nhỏ và cuối cùng là A nhỏ, nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, có 9 kiểu gen. Về kiểu hình thì nếu chúng ta tách ra từng cặp A lớn, A nhỏ, hạt vàng lai với A lớn, A nhỏ, hạt vàng, thì chúng ta sẽ thu được tỷ lệ là 3 hạt vàng, 1 hạt xanh, có 2 kiểu hình. Cặp B lớn, B nhỏ lai với B lớn, B nhỏ, hạt trơn lai với hạt trơn, thì chúng ta thu được tỷ lệ kiểu hình là 3 hạt trơn, 1 hạt nhăn. Vậy cũng có 2 kiểu hình, thì 2 x 2 là 4 kiểu hình. Hoặc chúng ta có thể nhìn vào cái khung bên nét,
thì chúng ta thấy kiểu hình hạt vàng trơn là có 9 hạt vàng trơn, có 3 hạt vàng nhăn, có 3 hạt xanh trơn và 1 hạt xanh nhăn. 4 kiểu hình với tỷ lệ là 9-3-3-1. Vì vậy, khi làm bài tập lai hai cặp tính trạng thì các em cần phải phân tích ra từng cặp tính trạng. Thì để hiểu rõ hơn về cái phép lai một cặp tính trạng và hai cặp tính trạng, thầy sẽ hướng dẫn các em so sánh những điểm giống nhau và khác nhau về kết quả thí nghiệm ở F1 và F2 trong lai một cặp tính trạng với lai hai cặp tính trạng của Mendel. Về điểm giống nhau là B thuần chủng về các tính trạng đem lai dẫn đến F1 đồng tính và F2 phân tính, đều dẫn tới biến dị tổ hợp phong phú. Về điểm khác nhau, lai một cặp tính trạng thì F1 dị hợp về một cặp gen và F2 có 4 kiểu tổ hợp. Về lai hai cặp tính trạng, F1 dị hợp về hai cặp gen. Vì vậy mà F2 có 16 kiểu tổ hợp. Trong phép lai một cặp tính trạng, F2 có 3 kiểu gen với tỷ lệ là 1, 2, 1. Trong lai hai cặp tính trạng, F2 có 9 kiểu gen bằng tích tỷ lệ của 1, 2, 1, hoặc là các em có thể viết 1, 2, 1 bình phương. Trong lai một cặp tính trạng thì F2 có 2 kiểu hình với tỷ lệ là 3, 1. Trong lai hai cặp tính trạng, F2 có 4 kiểu hình với tỷ lệ 9, 3, 3, 1, tức là tích tỷ lệ 3, 1 nhân với 3, 1 hay là 3, 1 bình phương. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại chương 2, nhiễm sắc thể. Về tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể, thì trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng, có nghĩa là cặp nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước. Trong đó thì một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ. Bộ nhiễm sắc thể chứa cả cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì gọi là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Bộ nhiễm sắc thể trong giao tử chỉ chứa một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng thì gọi là bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Ở những loài đơn tính thì có sự khác nhau giữa con đực và con cái. Trong hình chúng ta xem đây là bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm 2N bằng 8 nhiễm sắc thể. Giữa cái bộ nhiễm sắc thể ruồi giấm cái và ruồi giấm đực, chúng ta thấy giống nhau ở 3 cặp nhiễm sắc thể thường và khác nhau ở một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Ở ruồi giấm cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính hình que, ký hiệu là XX. Ở con đực thì cặp nhiễm sắc thể giới tính có một nhiễm sắc thể hình que, một nhiễm sắc thể hình dấu mốc, ký hiệu là XY. Như vậy, trong tế bào sinh dưỡng thì số lượng nhiễm sắc thể thường tồn tại thường là lớn. Cặp nhiễm sắc thể giới tính thì chỉ có một cặp phân biệt giữa cá thể đực và cá thể cái. Nhiễm sắc thể thường thì mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể. Nhiễm sắc thể giới tính thì mang gen quy định tính trạng giới tính và cả gen quy định tính trạng bình thường. Ở mỗi loài thì có cái số lượng nhiễm sắc thể khác nhau. Ví dụ như ruồi giấm 2N bằng 8, ở người thì 2N bằng 46, ở gà thì 2N bằng 78. Thì mỗi loài có số lượng nhiễm sắc thể đặc trưng và số lượng nhiễm sắc thể nó không phản ánh sự tiến hóa của loài. Ví dụ ở người 2N bằng 46, trong khi ở gà 2N bằng 78 nhiễm sắc thể. Số lượng nhiễm sắc thể của gà lớn hơn con người, nhưng mà con người tiến hóa hơn. Quan sát bộ nhiễm sắc thể giới tính ở người 2N bằng 46 nhiễm sắc thể thì các em thấy có 22 cặp nhiễm sắc thể bình thường, ký hiệu là 44A, và một cặp nhiễm sắc thể giới tính khác nhau giữa nữ và nam. Nữ thì mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, nam thì mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Trong quá trình phát sinh giao tử, nữ mang bộ nhiễm sắc thể 44A cộng XX tạo ra một loại giao tử
22A cộng X, hay nói ngắn gọn là tạo ra một loại trứng mang nhiễm sắc thể X. Nam mang bộ nhiễm sắc thể 44A cộng XY. Trong quá trình sinh giao tử sẽ tạo ra hai loại giao tử là 22A cộng Y và 22A cộng X, hay nói cách khác là tạo ra một tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y và một tinh trùng mang nhiễm sắc thể X. Trong quá trình thụ tinh, nếu giao tử của bố mang nhiễm sắc thể 22A cộng Y thụ tinh với giao tử của mẹ 22A cộng X sẽ tạo ra hợp tử là 44A cộng XY, là hình thành nên giới tính bé trai. Nếu giao tử của bố 22A cộng X thụ tinh với giao tử của mẹ 22A cộng X sẽ tạo ra hợp tử là 44A cộng XX, giới tính sẽ là bé gái. Vì bố cho hai loại giao tử với tỷ lệ ngang bằng nhau, vì vậy mà cái cấu trúc dân số thường thì tỷ lệ nam nữ là 1:1. Như vậy, cái quan niệm mà cho rằng 10 mẹ quyết định cái việc sinh con trai hay con gái là sai lầm. Việc quyết định sinh con trai và con gái còn phụ thuộc vào sự kết hợp của các nhiễm sắc thể giữa bố và mẹ. Về mặt cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể, thì cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể thường được mô tả dạng đặc trưng ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân. Ở kỳ này, thì nhiễm sắc thể gồm hai chromatid gắn với nhau tại tâm động, chia ra thành hai cánh. Tâm động là nơi đính vào sợi tơ của thôi phân bào. Trong quá trình phân bào, mỗi chromatid còn gọi là nhiễm sắc tử chị em, gồm một phân tử ADN và protein loại histone. Về mặt chức năng, nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen. Mỗi gen nằm ở một vị trí xác định trên nhiễm sắc thể. Những biến đổi về cấu trúc và số lượng của nhiễm sắc thể sẽ gây ra biến đổi ở các tính trạng di truyền. Nhiễm sắc thể mang gen có bản chất là ADN, có vai trò quan trọng đối với sự di truyền. Sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể. Nhờ đó, các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ do sự phối hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Quá trình giảm phân tạo ra bộ nhiễm sắc thể đơn bội N nhiễm sắc thể. Quá trình thụ tinh giúp phục hồi bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N đặc trưng cho loài. Quá trình nguyên phân làm tăng số lượng tế bào 2N nhiễm sắc thể, giúp cho cơ thể lớn lên. Như vậy, để hiểu rõ hơn về quá trình nguyên phân và giảm phân, thầy sẽ hướng dẫn các em so sánh những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân. Về đặc điểm giống nhau là xảy ra ở các kỳ phân bào tương tự nhau, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối, đều có sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể theo chu kỳ đóng xoắn và tháo xoắn, có sự nhân đôi nhiễm sắc thể xảy ra ở pha S của kỳ trung gian, đều là cơ chế nhằm duy trì sự ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài. Lần phân bào thứ hai của giảm phân tương tự lần phân bào nguyên phân. Về điểm khác nhau, thì nguyên phân xảy ra ở mô của tế bào sinh dưỡng và mô của tế bào sinh dục sơ khai. Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chính. Nguyên phân trải qua một lần phân bào, giảm phân thì trải qua hai lần phân bào. Trong nguyên phân thì không có sự tiếp hợp nhiễm sắc thể ở kỳ đầu. Trong giảm phân thì kỳ đầu ở giảm phân 1 xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi đoạn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng. Ở kỳ giữa của nguyên phân thì nhiễm sắc thể kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thôi phân bào. Thôi phân bào đính về hai phía của nhiễm sắc thể. Ở kỳ giữa của giảm phân 1, nhiễm sắc thể kép tập trung thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thôi phân bào. Thôi phân bào đính về một phía của nhiễm sắc thể. Ở kỳ cuối nguyên phân thì nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn. Ở kỳ cuối của giảm phân 1 thì nhiễm sắc thể ở trạng thái kép. Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ 2N tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể 2N giống tế bào mẹ. Về kết quả của giảm phân
từ một tế bào mẹ 2N tạo ra 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể N. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chương 3 ADN và gen. Trong chương này thì các em cần nắm vững về cái cấu tạo, chức năng của ADN, ARN và protein. Ở đây thầy sẽ tổng hợp lại thành cái bảng về cấu trúc và chức năng cơ bản của ADN, ARN và protein. Về mặt cấu trúc thì ADN có hai mạch polynucleotide và có 4 loại nucleotide trên ADN, đó là A, T, G, X. ARN thì chỉ có một mạch polynucleotide. 4 loại nucleotide của ARN là A, U, G, X. Đối với protein thì gồm một hay nhiều chuỗi polypeptide và có 20 loại acid amin. Về mặt chức năng, ADN có chức năng lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. ARN có 3 chức năng, mỗi ARN là một chức năng khác nhau. ARN thông tin là khuôn mẫu để tổng hợp protein, nó mang thông tin quy định cấu trúc của protein. ARN vận chuyển acid amin đến ribosome để tổng hợp protein. ARN ribosome cùng với protein là thành phần cấu tạo nên ribosome. Về mặt chức năng của protein thì protein là cấu trúc của tế bào và có chức năng xúc tác, điều hòa quá trình trao đổi chất, bảo vệ cơ thể, vận động và cung cấp năng lượng. Lần lượt thầy sẽ nhắc lại cho các em về quá trình tự nhân đôi của ADN, quá trình tổng hợp ARN và quá trình tổng hợp protein. Trước tiên là quá trình tự nhân đôi của ADN. Quá trình tự nhân đôi của ADN gồm có 3 bước. Bước 1, tháo xoắn ADN nhờ enzyme tháo xoắn. Hai mạch của ADN tách rời nhau, tạo ra chạc chữ Y. Bước 2, tổng hợp hai mạch ADN mới theo chiều từ 5' đến 3' nhờ enzyme ADN polymerase theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại, T liên kết với A, X liên kết với G. Trên mạch khuôn của ADN, mạch gốc theo chiều từ 3' tới 5', mạch ADN mới, các em thấy được tổng hợp liên tục. Còn trên mạch khuôn, mạch từ chiều 5' đến 3', thì mạch ADN mới được tổng hợp gián đoạn, tạo ra những cái đoạn Okazaki và được nối lại bằng enzyme nối ligase. Bước 3, tạo thành hai phân tử ADN. Trong mỗi phân tử ADN con thì có một mạch của ADN mẹ, mạch cũ và một mạch mới vừa được tổng hợp từ nguyên liệu môi trường nội bào. Thì nguyên tắc này gọi là nguyên tắc bán bảo toàn. Vậy quá trình tổng hợp ADN diễn ra theo 3 nguyên tắc. Nguyên tắc bổ sung theo nguyên A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại, T liên kết với A, X liên kết với G. Nguyên tắc khuôn mẫu ADN con được tổng hợp là dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và nguyên tắc bán bảo toàn, tức nghĩa là trong mỗi ADN con có một mạch là của ADN mẹ và một mạch mới vừa được tổng hợp. Tiếp theo là quá trình tổng hợp ARN. Cũng giống như ADN là diễn ra trong nhân tế bào tại nhiễm sắc thể vào kỳ trung gian. Đầu tiên, gen tháo xoắn dưới tác dụng của enzyme ARN polymerase. Hai mạch đơn của gen tách dần nhau ra. Các nucleotide trên mạch khuôn vừa tách sẽ liên kết với các nucleotide tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và ngược lại, X liên kết với G. Như vậy, quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. ARN được tổng hợp là dựa trên mạch khuôn của gen. Sau khi tổng hợp xong thì ARN sẽ rời khỏi nhân ra chất tế bào để tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Quá trình tổng hợp protein diễn ra như sau. ARN thông tin rời khỏi nhân ra tế bào chất. Tại đây, ribosome tiếp xúc với ARN thông tin tại mã mở đầu AUG để tổng hợp chuỗi acid amin
các aron vận chuyển, một đầu gắn với axit amin, đầu kia mang bộ ba đối mã vào ribosome, khớp với aron thông tin theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại. Khi ribosome dịch một nấc trên aron thông tin thì mỗi một nấc như vậy ứng với 3 nucleotide, thì khi đó một axit amin được tạo thành. Khi ribosome dịch chuyển hết chiều dài của aron thông tin thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong. Như vậy thầy vừa thông qua ba cái quá trình tự sao của ADN: quá trình tổng hợp ARN, quá trình tổng hợp protein. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em so sánh lại ba cái quá trình này nó giống nhau ở đặc điểm nào và khác nhau ở đặc điểm nào. Về vị trí quá trình nhân đôi của ADN và quá trình tổng hợp ARN, hay còn gọi là quá trình phiên mã, diễn ra trong nhân tế bào đối với sinh vật nhân chuẩn. Ngoài ra quá trình này diễn ra ở tế bào chất thì các em sẽ được học ở các lớp ở phía trên. Về quá trình dịch mã, tức nghĩa là quá trình tổng hợp protein, thì nó diễn ra trong tế bào chất. Nguyên liệu chính cho quá trình nhân đôi của ADN là A, T, G, X. Nguyên liệu cho quá trình tổng hợp ARN là A, U, G, X. Nguyên liệu cho quá trình tổng hợp protein là các axit amin. Về kết quả, quá trình nhân đôi của ADN tạo ra hai ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ. Quá trình phiên mã tạo ra một ARN. ARN này có thể là ARN thông tin, ARN vận chuyển hoặc là ARN ribosome. Quá trình dịch mã tạo ra một chuỗi polypeptide. Chuỗi polypeptide này cũng có thể trở thành chuỗi protein. Về điểm khác nhau, quá trình nhân đôi của ADN thì có hai mạch tham gia theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc giữ lại một nửa. Quá trình tổng hợp ARN chỉ có một mạch gốc tham gia và theo hai nguyên tắc là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. Quá trình tổng hợp protein thì một ARN thông tin tạo ra nhiều chuỗi polypeptide giống nhau, cũng theo hai nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. Về mối liên quan giữa quá trình nhân đôi, phiên mã và dịch mã, quá trình nhân đôi của ADN dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ, vì vậy mà ADN con được tổng hợp ra giống nhau và giống với ADN mẹ. Quá trình tổng hợp ARN thông tin dựa trên khuôn mẫu là gen trên ADN, vì vậy mà trình tự các nucleotide trên ADN sẽ quy định trình tự các nucleotide trên ARN thông tin. Chỉ khác ở chỗ là các nucleotide trên ARN thông tin là T được thế bằng U. Về quá trình dịch mã, ARN thông tin là khuôn mẫu để tổng hợp lên protein. Chính vì vậy, trình tự sắp xếp các nucleotide trên ARN thông tin sẽ quy định trình tự sắp xếp các axit amin trên chuỗi protein, từ đó hình thành nên tính trạng. Vì vậy mà gen quy định tính trạng. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chương 4, biến dị. Trước hết là phần đột biến gen. Các em quan sát hình một số dạng đột biến gen. Giả sử hình A là đoạn gen ban đầu, đoạn gen bình thường. Hình B, hình C và hình D là các đoạn gen bị đột biến. Ở hình A, các em thấy có 5 cặp nucleotide. Trình tự các nucleotide là TA, GX, AT, TA và XG. Sau khi bị biến đổi thành dạng B thì chỉ còn có 4 nucleotide. Trình tự các nucleotide là TA, GX, AT và TA. Như vậy ở đây các em thấy đã mất đi một cặp nucleotide là cặp XG, thì đột biến này gọi là đột biến mất. Ở dạng C thì các em thấy lúc này là có 6 cặp nucleotide. Như vậy thì so với dạng A ban đầu, ở đây thêm một cặp nucleotide, đó là cặp TA, thì đột biến này là thuộc dạng thêm. Ở hình D thì cũng có 5 cặp nucleotide giống như là cái hình A ban đầu. Thì các em quan sát cái cặp nucleotide thứ 3 ở hình A là cặp AT, cặp nucleotide thứ 3 ở hình D là cặp GX. Như vậy cái cặp AT đã bị thay thế thành cặp GX.
thì đột biến này thuộc dạng là đột biến thay thế một cặp nucleotide. Từ ba cái dạng đột biến gen là mất, thêm và thay thế thì chúng ta có thể rút ra được khái niệm đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen, nó có liên quan tới một hoặc một vài cặp nucleotide xảy ra ở tại vị trí nào đó trên gen. Đột biến gen ở cấp độ phân tử, về cơ chế phát sinh đột biến gen là do sự kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi của ADN. Các em thấy cặp GX qua quá trình nhân đôi, G kết cặp không đúng, lúc này kết cặp với T. Sau một lần nhân đôi nữa thì T lại kết cặp với A. Như vậy từ dạng cặp GX ban đầu bị thay thế thành cặp AT. Hoặc là cơ chế phát sinh đột biến gen còn do tác động của các tác nhân gây đột biến. Chúng ta thấy cặp AT ban đầu, sau quá trình nhân đôi thì A lại liên kết với tác nhân hóa học là 5-prom uracine. Quá trình nhân đôi tiếp theo, 5-prom uracine kết cặp với G, và tới lần nhân đôi tiếp theo, G lại kết cặp với X. Như vậy từ AT ban đầu thì lại bị thay thế thành cặp GX. Như vậy cơ chế phát sinh đột biến gen thì có hai cơ chế là do rối loạn quá trình nhân đôi của ADN kết cặp không đúng và do các tác nhân gây đột biến như tác nhân hóa học, tác nhân vật lý. Về hậu quả đột biến gen, đa số đột biến gen là có hại cho sinh vật. Chỉ có một số ít có lợi và một số là trung tính. Về đột biến nhiễm sắc thể thì bao gồm có đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Quan sát hình một số dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Đối với nhiễm sắc thể A, các em quan sát trình tự các đoạn nhiễm sắc thể là A, B, C, D, E, F, G, H. Sau khi bị biến đổi thì trình tự các nhiễm sắc thể gồm các đoạn A, B, C, D, E, F, G. Như vậy đột biến này đã mất đi đoạn H, gọi là đột biến mất đoạn. Ở hình B, ban đầu chúng ta chú ý cái mũi tên và cái phần tô màu vàng. Chúng ta thấy nhiễm sắc thể ban đầu chỉ có một đoạn BC. Sau khi bị biến đổi thì các em thấy đoạn BC được lặp lại. Thì đây là thuộc loại đột biến lặp đoạn. Ở hình C, trình tự nhiễm sắc thể ban đầu là A, B, C, D, E. Sau khi đột biến thì bị đảo lại thành A, D, C, B. Như vậy đoạn BCD đảo thành DCB, đây là dạng đột biến đảo đoạn. Về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đột biến số lượng nhiễm sắc thể bao gồm hai dạng, dị bội thể và đa bội thể. Dị bội thể là trong tế bào sinh dưỡng có một hay một số cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi về số lượng. Chúng ta quan sát, ví dụ đây là bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm 2N bằng 8, bình thường thì có 4 cặp. Sau khi đột biến thành dạng B thì các em thấy cái cặp nhiễm sắc thể hình que bị mất đi một nhiễm sắc thể. Như vậy lúc này là 2N-1, chỉ còn 7 nhiễm sắc thể. Dạng đột biến này gọi là thể một nhiễm. Hình C thì các em chú ý cái cặp nhiễm sắc thể hình chữ V tăng lên một nhiễm sắc thể. Như vậy 2N-1 là 9 nhiễm sắc thể. Thì đột biến này gọi là thể 3 nhiễm. Ngoài hai cái dạng này ra, trong đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở thể dị bội còn có dạng 1 nhiễm kép, dạng 3 nhiễm kép và dạng khuyết nhiễm. Khuyết nhiễm là mất cả đi một cặp nhiễm sắc thể. Về hiện tượng đa bội thể là tất cả các nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng đều bị thay đổi về số lượng, tăng theo bội số N. Ta thấy dạng ban đầu có 8 nhiễm sắc thể, 4 cặp. Sang dạng D thì mỗi một cặp nhiễm sắc thể đều tăng thêm một nhiễm sắc thể nữa. Ban đầu là 2N thì tăng thêm bội số N nữa là 3N bằng 12 nhiễm sắc thể. Như vậy ở đây gọi là thể tam bội, khác với cái thể ở trên gọi là thể 3 nhiễm, hay còn gọi là thể tam nhiễm, là thuộc đột biến số lượng.
Còn thể tam bội là tăng theo bội số N. Ngoài thể tam bội ra thì thể đa bội còn có các dạng là 4N là thể tứ bội, 5N và 6N. Về tế bào tam bội thì số lượng nhiễm sắc thể tăng gấp bội, do đó số lượng ADN cũng tăng theo tương ứng. Thể đa bội có quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ, vì vậy mà kích thước của các tế bào đa bội sẽ lớn hơn so với bình thường. Cơ quan sinh dưỡng sẽ to hơn, sinh trưởng mạnh và sức chống chịu tốt hơn. Và cái thể tam bội ở dưa hấu, ở ổi thì nó không có hạt, do đó thường thì không có khả năng sinh sản hữu tính. Và thể tam bội thì khá phổ biến ở thực vật. Tiếp theo thầy sẽ ôn lại cho các em về cơ chế phát sinh thể dị bội 2N cộng 1 và 2N trừ 1. Trong tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh giao tử của bố và mẹ thì đều mang hai nhiễm sắc thể. Trong quá trình phát sinh giao tử, ở bố giảm phân bình thường cho ra hai loại giao tử, mỗi giao tử mang một nhiễm sắc thể. Trong quá trình phát sinh giao tử ở mẹ, một cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân ly tạo ra giao tử mang hai nhiễm sắc thể, và giao tử còn lại không mang nhiễm sắc thể nào. Trong quá trình thụ tinh, giao tử mang hai nhiễm sắc thể N cộng 1, thụ tinh với giao tử bình thường N sẽ tạo ra hợp tử mang 3 nhiễm sắc thể 2N cộng 1. Giao tử không mang nhiễm sắc thể nào, thụ tinh với giao tử bình thường mang 1 nhiễm sắc thể sẽ tạo ra hợp tử mang 1 nhiễm sắc thể 2N trừ 1. Nếu dạng 2N cộng 1 xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể số 21 thì sẽ tạo ra thể 3 nhiễm ở nhiễm sắc thể số 21, sẽ gây hội chứng đau. Đối với hội chứng đau thì cái biểu hiện là bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu, một mí, ngón tay ngắn, si đần và vô sinh. Đột biến này xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính ở người, tức là nhiễm sắc thể số 23. Thì ở mẹ, cặp nhiễm sắc thể là XX, ở bố, cặp nhiễm sắc thể là XY. Trong quá trình phát sinh giao tử, mẹ giảm phân không bình thường, tạo ra giao tử mang hai nhiễm sắc thể X và một giao tử không mang nhiễm sắc thể nào. Ở bố phân ly bình thường, tạo ra một giao tử mang nhiễm sắc thể X và một giao tử mang nhiễm sắc thể Y. Trong quá trình thụ tinh, giao tử mang nhiễm sắc thể X thụ tinh với giao tử mang nhiễm sắc thể 2X thì sẽ tạo ra hợp tử 3X. Giao tử mang nhiễm sắc thể Y thụ tinh với giao tử mang nhiễm sắc thể XX sẽ tạo nên hợp tử XXY. Giao tử mang nhiễm sắc thể X thụ tinh với giao tử không mang nhiễm sắc thể nào sẽ tạo ra hợp tử OX. Giao tử Y thụ tinh với giao tử không mang nhiễm sắc thể nào tạo ra hợp tử OY. Về kiểu hình thì kiểu gen 3X sẽ có kiểu hình gọi là siêu nữ. Kiểu gen OX là bệnh Turner. Kiểu gen XXY biểu hiện ra kiểu hình là bệnh Klinefelter. Và kiểu gen OY thì chết ngay trong khi còn là bào thai. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần chương 5 di truyền học ở người. Thứ nhất, về những khó khăn trong nghiên cứu di truyền ở người thì người sinh sản muộn và đẻ ít con, cho nên không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến để nghiên cứu. Thì người ta có cái phương pháp nghiên cứu phả hệ và nghiên cứu trẻ đồng sinh ở trên người. Nghiên cứu phả hệ theo dõi sự di truyền một số tính trạng nào đó để xác định sự di truyền một tính trạng là gen trội hay lặn, tồn tại trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính. Để nghiên cứu sự di truyền thì người ta sử dụng phương pháp này có hiệu quả ở chỗ xác định màu mắt nâu là nằm trên nhiễm sắc thể thường, bệnh máu khó đông, bệnh mù màu là gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ít. Về nghiên cứu trẻ đồng sinh, trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh, thì có trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng. Việc nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng sẽ giúp người ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của môi trường đối với sự hình thành tính trạng. Về bệnh và tập di truyền ở người, ở cấp độ phân tử
là đột biến gen, gồm có bệnh bạch tạng là đột biến gen lặng nằm trên nhiễm sắc thể thường, bệnh mù màu, máu khó đông là đột biến gen lặng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Ở cấp độ tế bào, đột biến nhiễm sắc thể có các hội chứng đau, tức nơ, Klinefelter thuộc loại đột biến số lượng nhiễm sắc thể, thể dị bội, bệnh ung thư máu, hội chứng mèo kêu thuộc đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, mất đoạn nhiễm sắc thể. Chương 6. Ứng dụng di truyền học, tạo giống và vật nuôi và cây trồng, công nghệ tế bào. Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình, ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu, đó là tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi nuôi cấy ở môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra mô sẹo. Dùng hormone sinh trưởng kích thích mô sẹo đã phân hóa thành cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh. Về ứng dụng công nghệ tế bào, nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở thực vật giúp cho con người bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhân bản vô tính ở động vật, con người đã nhân bản vô tính thành công đối với cừu Dolly năm 1997, ở bò B nhân bản vô tính năm 2001. Ngoài ra, nhân bản vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào động vật đã được chuyển gen người, mở ra khả năng chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng. Về tạo giống vật nuôi và cây trồng bằng công nghệ gen. Về kỹ thuật chuyển gen, tách ADN của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền. Tạo ADN tái tổ hợp, cắt cái gen cần chuyển và thể truyền, ghép đoạn gen cần chuyển vào thể truyền. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép được biểu hiện. Về thành tựu của công nghệ gen, tạo ra vi khuẩn mang gen tổng hợp insulin ở người, chuyển gen kháng thuốc trừ sâu, diệt cỏ và một số cây trồng, cà chua, khoai tây, chuyển gen chống một số chủng virus, lúa chuyển gen tổng hợp B-carotene, chuyển gen hormone sinh trưởng của chuột cống vào chuột nhắt, tạo giống cừu sản xuất protein của người. Về chọn giống vật nuôi và cây trồng qua nguồn biến dị tổ hợp, gồm có 3 bước: tạo dòng thuần, lai khác dòng, chọn tổ hợp gen có lợi, tự thụ phấn và giao phối gần. Tự thụ phấn thì đối với thực vật, giao phối gần ở động vật. Về ưu thế lai thì con lai vượt trội so với bố mẹ, biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ. Do đó F1 không dùng làm giống mà chỉ làm sản phẩm. Về cơ sở di truyền dựa trên thuyết dị hợp, cộng gợp và siêu trội, để duy trì ưu thế lai, người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính. Về phương pháp tạo ưu thế lai thì có lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép, lai khác thứ, khác loài và lai thuận nghịch. Thì phần ôn tập kiến thức sinh học chính học kỳ 1 đến đây là hết. Thầy chúc các em ôn tập tốt và học tập tốt cho cái kỳ thi sắp tới. Xin chào các em.